sống được rồi chị. Đây trên kia thử đất. Đi lên xe rồi. Với cả này ngủ đi không? Với cả xúc đi để trong chỗ khác. Không có ngủ đi ngủ cùng được không? Mệt quá vừa già phải thiếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy cái gì phá vào cho được. Ôi. Ra hết à? Cao quá. Mày giao cả cả trăm củ gà. Có để bụi nhỏ là. Có để bụi nhỏ trong một cái gì luôn. Cái bụi nhỏ thì cái cho gì đây? Cái này nữa được rồi. Mai thải đó. Được phân nữa. Ống tay anh mát ai nói cái gì đây. Tay. Phải là tập quan. Hả, tôi đã chuồn chưa có nước rồi, họ sẽ chán thôi. Đây thì chưa thấy điểm yếu. Càng mổ càng mới to thôi. Đó được mà, không biết mà. Tí mà vào lấy chụp cái đèn. เดี๋ยวจะมุ่งปุ๋ยฟังเองดึงพวกขามขามปลาลูกใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่กาเฟ่กาเฟ่กาเฟ่เรื่องอะไรขนาดนี้เองนี่เองยาแล้วก็ลาถึงลาถึงก็อ่านเรื่องเด็กตื่นพวกชาบลาปูบองจังฮะคนเดียวเขาชาบแล้วมั้งชาบนี่ชาบอย่างนี้ชาบอย่างนี้ปอถึงนี่จับประเด็นแล้วนี่เฮ็ดตะกอนผมผมก็ได้จับอยู่จับประเด็นนี Thank you.
này. Được. Có phân một tí nào đâu nhé. Thank you.
con không khi phản phân phản ăn sao đang rơi vào không không được là lấy đâu đấy đủ lắm Thank you.
trên. Nhiều đầu hơn. Thế là hay là chưa phải họp cái cô giáo đấy luôn lắm. Cô giáo lột lốt. Nhưng mà nó lốt vào nó kẻ sống. Lốt vào nó lôi ra. Nó không có sống. Lốt ra mà nó không sống thì nó không chết. Nó vào trong hẳn thì cứ tua nó ra ngoài cái cây kia. Nhìn ra nó hẳn cái trắng. Thở ra bằng này được không? Cái gì tắm sao nó leo lên đây à? Nó muốn leo lắm rồi.
đi bên này. Cây đấy anh tưởng em mới làm rằng leo chứ. Nhất quang cái đấy. Đến không? Đến nhưng mà nó yếu, nó sẽ yếu. Cho nó lên một tí nữa thôi. Cái cây kia nó đang vướng phải, thấy không? Thấy không? Đây này. Chỗ này này. Đừng mó, đừng mó. Đi đây, giờ đi, buộc em xuống. Quay cho nó. Lấy bao hồn hồn đi cậu không?